Trong 11 tháng đầu năm nay, có 3.478 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 14,7 tỷ đô la Mỹ. Trong số này, các dự án thuộc ngành công nghiệp chế biến chế tạo được cấp phép mới đầu tư nước ngoài chiếm đa số với số vốn đăng ký của các dự án đạt 10.333,5 triệu đô la Mỹ. Tiếp đến là các dự án trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng số vốn đăng ký 1.439,1 triệu đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, thị trường châu Âu chiếm 66% tổng giá trị xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh giỏ của Việt Nam, tập trung chủ yếu vào ba thị trường là Bồ Đồ Nha, Tây Ban Nha và Italy. Hiện mặt hàng nghêu chiếm 35% xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh giỏ đi thị trường EU. Sản phẩm nghêu sò đã qua xử lý nhiệt như nghêu lụa, nghêu trắng, nghêu nâu hấp hoặc luộc đông lạnh. Thịt nghêu đông lạnh được thị trường Bồ Đồ Nha, Tây Ban Nha và Italy ưa chuộng.